Rồi, sách nào? Sách nào lựa đi? Con heo. Con heo, ok, ok, ok rồi. Dạy. Không dạy là tới số nó đó, tới con chuyện á. Con gì á? Con sấu. Giỏi. Ú. Cái này gì bói? Ông mặt gì? Okay. Ông mặt trời. Đúng rồi. Cái này là khinh khí cầu. Con khí cầu. Con này. Con này con gì? Voi. Yeah. Gian cái hình. Con này con gì? Con lạc đà. Con lạc đà. Đúng rồi. Trời ơi. Hai tụi nó làm gì đây? Nó ôm bói. Ôm chầm. Chầm. Đúng rồi. Này. Con cá sấu. Này. Con sư tử. Sư tử thì sao? Gừ. Ghê gầm gừ. Ai? Ai đây? Ông ngoại. Ông ngoại đúng rồi. Con sư tử làm gì vậy? Ôm bói. Ôm ôm ông mà. Yeah. Ông. Bé này bé gì? Ai đây? Bói. Bói, ok. Heo. Ok, con heo. Yeah. Rồi, làm gì đây? Ôm chấm. Ôm chấm. Rồi. Con này, con này nè. Gấu. Gấu gì? Gấu. Ờ, à, đúng rồi, gấu Bắc Cực. Bắc Cực. Rồi, hết cuốn sách rồi. Rồi, lựa cuốn khác đi. Để con bên nè, lựa đi. Con răng. Đánh răng, ok. À, hay học cuốn khác đi, cuốn này được không? Cuốn heo được không? Con mèo. Con mèo hả? Con này không phải con mèo nghe, nhìn kỹ lại đi. Con gì? Con mèo. No, nhìn kỹ lại coi. Cho đón lại thêm lần nữa đó, con gì? Mẹ nói là con khác đó. Con mèo. Bạn thỏ mà. Thỏ. Hai cái lỗ tai dài như vậy là bạn thỏ đó. Con này con gì? Sâu răng á. Sâu răng. Bói không đánh răng là nó cắn cái răng của luôn á. Đánh răng. Đánh răng. Đánh răng vậy hả? Đánh răng. Đánh răng sao? Đâu đánh răng sao? À, giả bộ lấy này làm cái bàn chải đánh răng đi. Sâu răng nè, nó ăn cái răng bói luôn rồi. Tối bói không chịu đánh răng nè. Bói uống sữa nè. Đúng rồi, bói uống sữa bói không đánh răng nè. Đó, bói ăn kẹo không chịu đánh răng. Con sâu răng nó ăn cái răng bói luôn nè. Ghê chưa, sợ chưa? Ủa, nó cắn cái răng nó cạp nè. Ghê không? Sợ không? Wow. Dạ. Ừ, đánh răng rồi, đánh răng. Con mèo. Ừ, con mèo. Rồi. Rồi, nè, bỏ đánh răng cái bỏ xúc miệng cái con này nó chạy ra luôn. Nó cắn. Ôi, ghê quá, sợ quá, nó cắn cái răng bỏ sợ quá. Nó uống nước. Ừ, uống nước. Con này xúc miệng, con thở xúc miệng nè. Xúc miệng nên con sâu răng bị nhổ ra ngoài rồi nè, thấy không? Sáng mai con nhớ đánh răng nha. Giáp bấm. Đúng rồi. Rồi xong cuốn đó rồi. Dẹp đi, lấy cuốn khác đi.